Rồi, chào anh Đức Đức ơi. Chào anh Quốc ơi. Xin chào cô chú, anh chị, bà con gần xa. Em là Đức, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, Bình Minh, Vĩnh Long. Nam có về số cây kiểng như trang, nguyệt quế, trứng hỷ và khế găng. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa. Để không mất thời gian cô chú anh chị, đầu tiên em xin thông số cây số 1. Là cây trang khủng cô chú anh chị. Rồi mình này đơn trang đã thành phẩm rồi, nó tròn tàn rất là tròn. Này chiều cao khoảng nhiêu Đức? Dạ. Chiều cao tầm khoảng 1m7. Rồi, mình hào tán ngang luôn đi. Tán ngang 1m7 luôn anh ơi, 1m7, 1m8 gì đó. Này là trang đỏ lá nhỏ ha. Trang đỏ lá nhỏ. Em đi vòng. Cây này nó đã thần chậu rồi cô chú anh chị. Cây này mua về là Tết là nó ra bông là đều luôn đó. Này hai cây hay là một cây? Này hai cây, chủ ta trồng hai cây đó cô chú anh chị. Hai cây gời chứ không phải là một cây dính với nhau. Kêu không song phụ dán phu thê vậy. Xin không số cho cô chú. 20 20 rồi. Đợi tí nữa kìa. Để quay dàn xương cho mà còn xem. Thì là dàn xương nó là khích chịch luôn rồi vô anh chị. Rồi. Đó là cái hoành bên đây trước đi. 21. Rồi. Thoát thân thử nè. Thoát thân nó là 17 đi. Tới chị 2 ha. Dạ. 15 rồi cô chú. Mình đào hoành bên đây cũng đi. Hoành đây vị trí này là 20. Tổng luôn cái cũ nữa. 38 rồi cô chú. Thóc thân cây bên đây là 22. Bên đây nó có vết chày ha. Đây nó bị vết chày lâu rồi cô chú anh chị. Mà nó sành lại rồi nó khép khéo da. Không ảnh hưởng gì ha. Không ảnh hưởng gì hết. Mới nhấp đợt bông đầu tiên mới nhấp thì nó ra lay gai lại. Rồi cây số 1 này giá giao lưu nhiêu Đức? Cây số 1 này có giá giao lưu là 19,5 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn rồi chú anh chị. Nhưng mà em rút chậu nha. Em bảo đảm không cây không mất sức. Rồi vậy nữa mình bao bầu ha. Dạ. Rồi mình giao cây thứ 2. Cái cây số 2 thôi chú anh chị. Cây số 2 là cây thế găng. Em muốn sẵn có thế chơi của chú anh chị nào thích thì mua về chơi, để về chơi luôn, mấy sửa thế khác. Chiều cao chứ đi, chiều cao chứ đi. Chiều cao nó là 73. Nào tán ngang thôi.
ngang của nó là 66. Bình thân vị trí này là 22. Dạ. Tổng bộ đế nó là 52. Dạ. Cây khế găng này có giá vô lưu là 900. Bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, cây số 3. Rồi, viết rồi, viết rồi, đọc thôi. Cây số 3 cũng là khế găng. Rồi, cái dáng bài. Cây này được rồi, có quay rồi, cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị là chưa thấy, rồi cô chú anh chị mua giúp em. Rồi, cao. 559. Rồi. Thân của nó là 29. Dạ. Cái gân này có giá vô lưu là 600. Bao ship luôn thôi chú anh chị. Dạ. Số 4. Số 4 trang đỏ lá nhỏ. Một bụi thôi chú. Một cốt nhưng mà lên nhiều thân thôi chứ gạch sạch à. Này mua về trồng tỉnh cây lại là tết chơi là chơi bông luôn. Rồi cho chiều cao đi. Chiều cao nó hảo nó 1m3 đi. Rồi hảo tán ngang thử. Tán ngang nó là 1m. Rồi. Đó cái thằng chính của nó. 11 coi chú anh chị. Yếu 11. Rồi, các thằng còn lại cũng thằng còn lại khoảng 8 9 gì đó. Rồi. Rồi. Mã số số 4. Số 4 này có giá vô lưu là 1.700.000. Rồi. Tới mã số 5. Trang đỏ nó nhỏ. Mà em bứng này 2-3 bữa rồi nó cũng tỉnh cây hết trơn chú anh chị. Cắt phôi để phôi dễ nó mau ra bông chú anh chị. Rồi, chiều cao đi. Chiều cao đo hạo nó mặt bầu lên tới trên là khoảng 1m2 đi. Tăng ngang. Tăng ngang khoảng mét 2 luôn. Rồi. Này nó bị chạy chứ đó chủ nhà. Ta tước hay gì nó chạy nó ngoài liền. Nó bị xước da vậy ha. Nó liền rồi đó anh. À. Rồi. Đó cái thằng lớn. 12. Rồi, nguyên cụm luôn. Thì cụm nó 32. Rồi. Mã số 5 này có giá vô lưu là 1.700.000. Mã số 6. Con trang đỏ nó nhỏ. Này một bụi nó đặt nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao đi. Chiều cao nó 1m, 1m1 đi. Rồi, mình hào hào tán ngang đi. Tán ngang. Lộn. Tán ngang 1m, 1m1 luôn. Ta
phân vị trí này là 12 nha chú anh chị. Rồi. Các cây còn lại cũng đo 12 ha. Tầm 9, 10, 11, 12 vậy. 33, 30 rồi. Này ba thân ba dính liền luôn chị. Mã số 6 này có giá vô lưu là 1.900.000. Bao cây khỏe rồi chứ anh chị. Mã số 7 là trang pháp cam. Rồi, cái này cao không ha? Cao tầm khoảng 1m4 đi. Rồi. Có bông này ha. Tán ngang nó 90 đi. Rồi. Có cái mặt bông nè cô chú. Quỳnh thân ở vị trí này nó là 19. Thoát thân nó 40. Mã số 7 có giá giao lưu là 2.500.000. Này pháp cam mà một cốt thôi chứ anh chị. Rồi. À, cây số 8. Mã số 8 là trang vàng. Này hình chậu ha. Mã số 8 trang vàng. Thần chậu nhà nó ra ba ra tược đều chân nữa, cắt tầng đa vù vù chơi đẹp. Quỳnh thân vị trí này nó là 18. Cao ha. Chiều cao nó 28 nè. Nguyên một cục đặc sệt nè. Trang vàng này có giá vô lưu là 1.300.000. Đá nhỏ luôn ha. Dạ, đá nhỏ. Số 9 là cũng là cáp farm nè, cam pháp của chú. Này nó hai thân. Nằm dính vô luôn nè, nó gỡ ra để nguyên vậy luôn. Chiều cao nó 1m17. Rồi, mình hào hào tán ngang luôn. Tán ngang nó 80 đi. Dạ. Thân đại diện 15 luôn rồi, chú anh chị. Rồi. Tổng hoành hai thân 30. Dạ. Cam pháp. Cam pháp này có giá vô lưu là 2.200.000. Chín đầu chim hết chưa? Mai chứng hỷ. Mã số 10. Chiều cao 139. Tán ngang nó 95 nữa. Dạ. 90 đi coi chứ. Quỳnh thân ở vị trí này là 32. Dạ, mình xây dòng đá.
Mai Trấn Thủy này số 10, mã số số 10 là có giá vô lưu là 1,9 triệu. Thành phẩm rồi vô anh chị. Nu nặng hết trơn rồi nè. Dạ. Mã số 11. Mai Trấn Thủy, cây này lớp trước em có quay rồi với anh chị. Chú anh chị nào chưa thấy thì ủng hộ em. Chiều cao nó là 46. Chú Thủy này lá lớn hay lá nhỏ? À, lá chung, lá nhỏ, lá chung. 33. Dạ. Nguyên cụm. Một trăm... 107. Dạ. Mã số 11 này có giá vô lưu là 2 triệu. 2. Mã số 12. Mai Trấn Thủy này thành phẩm luôn rồi chú anh chị. Dạ, cho chiều cao đi em. Chiều cao nó 125. Tăng ngang 70. Dạ. Quỳnh Thân ở vị trí này là 41. Em đo xích lên cái. Ở vị trí này là 32 thôi chú anh chị. Xây dòng đá đi. Mà em mới dọn sơ sơ nữa chú anh chị về cắt cái này bớt. Mã số 12 có giá vô lưu là 2,5 triệu. Mã số 23. Mã số 13 đi. 13. Chim. Cũng là Mai Trấn Thủy. Này khi vận chuyển về nó gãy anh chi rồi chú anh chị, nó còn cái nữa cũng ra bình thường à. Chiều cao nó hết thước dây. Tăng ngang nó 60 rồi chú anh chị. Hoành thân ở vị trí này là 35. Yếu ở 35. Mã số 13 có giá vô lưu là 1,7 triệu. Mai Trấn Thủy bụi rồi chú anh chị. Mấy này keo rồi nữa làm chưa kịp, chưa chét nữa ăn chét lại. Này là nhiều cây nó dính lại ha. Này một bể đặc luôn anh. Nó nguyên luôn, nó dính liền với nhau chứ. Rồi, cái này đi. Chiều cao. Chiều cao nó là 91. Hình thân nó vị trí này là 92. Dạ. Mã số 14 này có giá vô lưu là 1,6 triệu. Dạ. Quay cái trang này luôn.
Này cây trang xưa rồi chú anh chị mà ghép Mỹ Hồng á. Ra mục mạnh vậy nè. Trang kia trang trắng xưa á, trang trang gừng á. Nó cũng có lũa luôn ha. Dạ, có bị lũa một bên nè. Dạ. Quay chỗ lũa cho bà con xem. Nó chỉ lũa thân bên đây, còn thân bên đây thì nó nguyên. Thông qua kia luôn ha. Dạ. Nó tới đế hồ à, đế. Tới đế luôn. Dạ. Thân bên đây thì nó không có lũa. Nó chỉ nó sành, nó có mấy cái lỗ này nhưng mà nó sành hết rồi. Ghép Mỹ Hồng hả? Dạ. Nó liền chưa? Mỹ Hồng này em mới ghép, chưa biết liền hay không chú anh chị. Ghép khoảng bao lâu rồi? Khoảng tuần nay rồi. Đấy, nó còn nhiều xanh nè, chắc nó liền rồi. Nhưng mà Mỹ Hồng này em ghép không bao sống đâu chú anh chị nha. Rồi, cho chiều cao trước đi. Chiều cao nó 70. Phần vị trí này nó là 39. Rồi, nguyên bệ thứ này. Nguyên bệ nó là 60 66. Đo thằng bên đây. Là 33 29 đi. Rồi, 29. Mã số 15 này em có giá vô lưu là 3,5 triệu. À, em chưa làm kịp nữa, em dọn sạch sẽ, em quấn keo lại đàng hoàng luôn chứ anh chị. Dạ. Ba ship toàn quất luôn ha. Dạ. Dạ. Hồi nhỏ anh quất cắt kề qua bển quay cây kế bển giùm em. Rồi, cây 16 ha. Mã số 16. Nguyệt quế lá chung mâm chùm. Chiều cao nó 95 đi. Rồi. Ngang nó 60, 65 gì đó. Vành thân nó là 19. Mã số 16 này có giá vô lưu là 700. Rồi. Mã số 17. Cũng là nguyệt quế lá chung mâm chùm thôi chú anh chị. Chiều cao đo hạo là được 80. Tán ngang của nó là 63. Hoành thân vị trí này là 36. Đây nó có thẹo nhưng mà nó thà cao xử lý hết trơn. Cái đó mình cắt ra. Mã số 17 này có giá vô lưu là 1,2 triệu. Mã số 18 cũng là nguyệt quế, chiều cao nó 82 đi. Hoành thân vị trí này là 26. Cây này nó xấu quá trời xấu rồi nè. Rồi giá luôn đấy. Cây này có giá vô lưu là 600. Rồi. Tới cây khế ha. Cây khế tuốt bên kia. Rồi. Rồi tới cây khế ha.
khế này khế gì à, khế, khế chua anh Quắc ơi. Ủa khế, khế ngọt. Khế ngọt ha. Dạ. Cô chú anh chị không thích chơi khế ngọt thì nữa về ghét khế chua cũng được. Ghét vô mấy cái này. Mới bứng về em chưa kịp làm bầu. Hào hào chiều cao thứ đấy. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh là 100. Rồi. Em đi nha. Dặn nha. Đấy đều bốn mặt hết trơn luôn chú anh chị. Rồi, mình cho cái hoành luôn đi. Tứ diện luôn. Hoành đó là 105. Đo đường kính bầu. Đường kính bầu nó là 1m1 thôi chú anh chị. Đây nó có nó bị lát da nè, vận chuyển rồi đó chủ nhà là không biết làm gì nó lát hết miếng rồi đây. Cái đó cũng lành hết chưa, hành đá hết này ha, chắc nó hành đá đang cuộn da qua rồi của chú anh chị. Rồi cây khế này mình giao lưu nhiêu nữa? À, cây khế này em có giao lưu là 15 triệu. Em bao ship 200 cây số nha chú anh chị. Rồi, xa hơn thì mình thương xa lượng. Xa hơn ha. Thì cô chú thương lượng. Rồi, cũng là cây cuối. Dạ. Của clip ha đó. Dạ, cây cũng là cây cuối clip của em. À, em xin chúc cô chú anh chị rồi giàu sức khỏe. Và dạ, em đã cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em những clip vừa qua. Dạ, em xin chào cô chú anh chị. Rồi, em chào anh Đức luôn. Rồi, chào kênh TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.